Chào các bác nhé. Nay là ngày 1 tháng 6 năm 2023. Hiện tại em vẫn đang có mặt tại Thủy điện Hòa Bình. Thủy điện Hòa Bình nhá các bác nhá. Đây là mùa nước cạn, nó đang đóng tất cả các cửa xả. Có 6 cửa xả thì đang đóng tất. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cửa này. Đây, mùa cạn thì nó đóng cửa, về mùa lũ thì nó mới xả các bác ạ. Quá là kinh khủng khiếp luôn. Em hôm nay đi qua đây có việc các bác. Có việc cho một em trai mở trại chim nên là có mời em Vững tới để tư vấn cũng như là thiết kế chuồng trại cho em ở Cao Phong Hòa Bình, nên em Vững cũng tiện qua đây để tham quan và chơi cũng như là chia sẻ với các bác một chút. Nước nó cuốn nó lũ thế này các bác ạ. Quá kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Bác thấy kinh không? Đấy, các bác nào ở trên chưa có dịp đến thì đây là một cơ hội em chia sẻ nhá. Đây là toàn bộ cái cửa của nó là xả lũ đây. Rồi. Quá kinh khủng khiếp luôn các bác. Đến đây nói chung là đẹp thì nó về mùa lũ nó mới đẹp thôi các bác. Về mùa xả lũ ấy thì nó mới đẹp thôi. Còn mùa này thì nó cũng không có cái gì là ghê gớm cả. Đây các bác ạ. Nơi xa xa này là nó đang xả nước vào trong ở những chân núi đi ra. Gần đây quay cận cảnh các bác một chút nhé. Đây các bác ạ. Nắng quá nên em cũng chả xuống tận nơi được. Nước trong xanh. Đây. Đấy. Nước rất là trong xanh luôn. Ở bên kia là trạm trộn bê tông này. Đứng đây cảm thấy hu rất là hút, rất là ghê các bạn. Ở nước kia chảy song xanh. Đây là đầu nguồn nhé. Xa xa đây đầu nguồn. Đây tất cả các cửa của nó xả này. Rất là đẹp. Đây, nhà máy thủy điện Hòa Bình đây. Đó. Đi xuống đây cũng rất là heo hút, rất là ghê các bạn. Vách đá này. Và thế thôi, em chia sẻ một chút thôi, chào các bác nhé.